Xin kính chào các bạn vị, hôm nay mình lại đem đến cho mọi người một chiếc điện thoại. Nghe điện thoại nào. Mình vừa nghe điện thoại xong, bây giờ quay lại chủ đề. Thì đây là chiếc điện thoại Redmi 3S mình mượn ở bên Kim Mobile vừa mới đưa về Việt Nam. Hàng nóng hổi, còn chưa mất. Bây giờ thì có lẽ là em ấy sẽ trở về nơi chín suối. Em phải đi vá lại màng thôi, chứ cái màng này thì... Xin lỗi các bạn, ý mình là nói túi bóng ấy. Ok, đã bóc được. Rồi, đây là chiếc Redmi 3S lần đầu tiên mà mình thực sự là bạo đến như vậy. Rất mạnh. Đây là cục sạc của mình. Xin lỗi, cục sạc của máy, của bên Kim Mobile, không phải của mình. Chúng ta sẽ có cáp kết nối micro USB và hướng dẫn sử dụng cũng như là quay chụp sim. Quay trở lại với Redmi 3S, điểm nào khiến cho các bạn muốn mua chiếc điện thoại di động tuyệt vời có mức giá hết sức hợp lý chỉ hơn 3 triệu đồng này? Đó chính là nó đi kèm với việc xử lý Snapdragon 430. Dĩ vãi, đây là con đầu tiên mình thấy có 430 chính thức bán ra thị trường. Cái dòng cũ sẽ chạy chip 616. Liệu cái con Redmi 3S này thì chip 430 có mạnh hơn 616 hay không? Nếu như theo toán học thì 430 đứng trước 616, nhưng mà nếu mà theo văn học thì là 616 lớn hơn 430. Thành ra không biết là sức mạnh nó như thế nào. Sản phẩm này cũng vẫn đi kèm với 2GB RAM, màn hình 5 inch HD 720p, công nghệ màn hình IPS LCD, camera với sensor 13 megapixel, khẩu độ f2.0, có đèn flash LED, có hỗ trợ lấy nét theo pha pin 4100mAh. Sản phẩm này thì chúng ta sẽ có như là hỗ trợ cảm biến vân tay ở phía sau. Thì chiếc máy này nó giống cơ bản như là con Redmi 3 Pro chứ không phải là Redmi 3 phiên bản thường. Thì các bạn thấy là cái mặt lưng phía sau nhá, cũng không làm là họa tiết hoa văn quả trám, mà nó làm phẳng hoàn toàn kèm với cảm biến. Dưới là loa ngoài, bên tay phải sẽ là phím nguồn và giảm lượng. Và bên cái trái là khay đựng sim, thì chúng ta sẽ có hỗ trợ sim hoặc thẻ nhớ tùy theo chúng ta yêu thích là cái nào. Chiếc máy này sẽ có camera selfie phía trước là 5 megapixel, khẩu độ f2.2, khả năng quay phim Full HD, và bên dưới là đa nhiệm home và phím back. Về cơ bản thì mình cho rằng chiếc Redmi 3S này không có quá nhiều thứ để mà nói, mà các bạn chỉ cần phân vân cho mình đó là sẽ mua Redmi 3S giá 3.1 triệu hay là mua Redmi 3 giá khoảng 3 triệu, hay là sẽ mua Redmi 3 Pro. Tất cả các chiếc máy này chỉ tranh nhau vài trăm nghìn mà thôi. Thành ra là chúng ta sẽ phân vân đó là con chip 616 hay là con chip 430, hay là chúng ta sử dụng 2GB hay là 3GB bây giờ. Đó là những gì chúng ta thấy kết luận ở sản phẩm Redmi 3S. Cảm ơn cửa hàng Kim Mobile đã cho mượn sản phẩm đưa về Việt Nam. Các bạn thử truy cập vào đây để xem giá của Redmi 3S, Redmi 3 cũng như Redmi 3 Pro đều có chúng ta lựa chọn. Hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Sao mình làm như này nữa chắc tội hết văn nếu mà đọc nữa rồi. Còn nào cũng giống con nào.